Quang Tèo, Quách Thu Phương lấy nước mắt khán giả với Chạm Vào Hạnh Phúc. Phần 2 bộ phim Chạm Vào Hạnh Phúc hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả với diễn xuất đầy nhập tâm của dàn diễn viên đình đám Quang Tèo, Quách Thu Phương, Hồ Phong, Thành Hương. Sau phần 1 ra mắt vào dịp Tết 2022, phần 2 bộ phim Chạm Vào Hạnh Phúc chính thức đến với khán giả sau buổi công chiếu vào chiều ngày 11 tháng 10 tại Hà Nội. Chạm Vào Hạnh Phúc mang đến câu chuyện về những gia đình ly tán, xáo trộn khi người bố, người mẹ đi xuất khẩu lao động với mong muốn thoát khỏi cái nghèo dai dẳng. Nội dung phim xoay quanh gia đình ông Sắn, bà Thắm cùng hai cậu con trai Bí và Bầu. Bà Thắm, diễn viên Quách Thu Phương, đi xuất khẩu lao động rồi biệt tăm để lại ông Sắn, Quang Tèo, bơ vơ với hai cậu con trai và một khoản nợ nần. Bầu không chấp nhận hoàn cảnh gia đình, đã từng vấp ngã khi chạy theo những thứ phù phiếm nơi thành phố, còn Bí vì nghèo khó nên vẫn muộn màng chuyện vợ chồng. Mấy bố con nương tựa vào nhau sống qua ngày, đây cũng là nguồn cơn đưa đẩy mối tình từ thời son trẻ giữa bà Nhàn, hàng xóm và ông Sắn khi cả hai ở độ tuổi xế chiều. Phần 2 tiếp tục khai thác mối quan hệ phức tạp, tiền hoái lưỡng nan trong cuộc tình tay ba giữa ông Sắn, bà Nhàn và bà Thắm. Trong phần 1, bà Thắm chỉ xuất hiện trong những phân đoạn cuối cùng của bộ phim khi đám cưới của ông Sắn và bà Nhàn chuẩn bị diễn ra khiến cho tất cả sững sờ. Tới phần 2, bà Thắm sẽ xuất hiện nhiều hơn với những tình tiết bất ngờ, gia tăng sự kịch tính cho bộ phim. Trong phần 2 cũng sẽ xuất hiện tuyến nhân vật mới. Khán giả sẽ được chứng kiến những cuộc đụng độ giữa tiền bạc và tình thân, giá trị truyền thống với hiện đại, tình yêu và lòng ích kỷ, toan tính của các nhân vật trong phim. Chia sẻ tại buổi họp báo chiều ngày 11 tháng 10, nhà báo Hồng Phúc, đồng tác giả kịch bản với đạo diễn Mai Long cho biết, đến với Chạm Vào Hạnh Phúc, khán giả sẽ thấy gần gũi như câu chuyện của người anh, người chị, người hàng xóm của mình nơi làng quê. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xây dựng những tình huống hấp dẫn, bất ngờ và không kém phần hài hước, đưa người xem tới nhiều cung bậc cảm xúc cùng nhân vật trong phim. Dù là một câu chuyện buồn nhưng chúng tôi không vẽ một bức tranh ảm đạm, người xem sẽ cảm nhận được rõ ràng tinh thần nhân văn mà chúng tôi muốn truyền tải. Đạo diễn Mai Long chia sẻ, nước ngoài, miền đất hứa giải quyết vấn đề tiền bạc cho những gia đình nông thôn nhưng để lại lỗ thủng khủng khiếp trong mối quan hệ gia đình, vợ chồng, cha mẹ với con cái cùng hàng loạt những hệ lụy đau đớn. Tuy nhiên, tôi tin rằng trong mỗi người Việt, những giá trị truyền thống tốt đẹp được giữ gìn từ nhiều đời nay luôn tồn tại với một sức sống mãnh liệt. Càng trong những tình huống éo le, hoàn nhiệt của đời sống, ta mới nhận ra sự quý giá của hạnh phúc, của giá trị của tình thân. Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng, đã quen mặt với khán giả truyền hình Việt Nam như nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo, nghệ sĩ ưu tú Đới Anh Quân, nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong, nghệ sĩ ưu tú Y Linh, nghệ sĩ ưu tú Đức Quang, Kim Xuyến, Quách Thu Phương, Tụ Oanh, Chiến Thắng, Quang Lâm, Thành Hương, Huyền Thạch. Đây cũng là lần hiếm hoi khán giả được thấy Quang Tèo diễn vai Bi so với những vai hài quen thuộc thường thấy. Để vào vai ông chồng thôn quê nghèo khổ, Quang Tèo phải điều chỉnh ngoại hình, hóa trang lam lũ, khắc khổ. Chia sẻ trong buổi họp báo, nghệ sĩ ưu tú Tiến Quang, Quang Tèo, cho biết, mọi người thường nhớ đến tôi là diễn viên hài chứ ít khi thấy tôi đóng vai Bi. Nhưng cho dù hài hay Bi thì cũng đều là cái gốc của diễn xuất, là những thứ chúng tôi đã phải học từ khi còn trong trường. Thế nên, không khó để tôi đảm nhận vai này. Diễn xuất của Quang Tèo và những đoạn cao trào đóng cùng Quách Thu Phương cũng khiến nhiều khán giả có mặt trong buổi công chiếu phải ngậm ngùi, xúc động đến rơi nước mắt. Một khán giả cho biết, dù không phải là đề tài nóng, ăn khách ở vào thời điểm hiện tại nhưng câu chuyện được truyền tải trong phim rất chân thật, nhiều tình huống bi hài, mang vóc dáng quen thuộc của những gia đình nông thôn Việt Nam. Bởi thế, bộ phim rất dễ xem và cũng dễ chạm vào cảm xúc khán giả. Đạo diễn Mai Long tiết lộ, câu chuyện của gia đình ông Sắn, bà Thắm và những éo le nơi làng quê sẽ tiếp tục được truyền tải đến khán giả trong phần 3, dự kiến được ra mắt vào 2023.